chào mừng quý vị đang đến với kênh vn youtuber thưa quý vị mới đây trên một số trang báo và mạng của trung quốc có bình luận về một bức ảnh chụp tàu hộ vệ săn ngầm lớp pta của việt nam sau một quá trình cải tạo nâng cấp một bài viết được nhiều trang báo và mạng đăng lên với tiêu đề việt nam nâng cấp tàu hộ vệ cũ 4 năm chỉ đổi được hai bức tường nước nhỏ công nghiệp yếu không thể phát triển hải quân bài viết nói rằng Gần đây có một người từ một cảng biển phía Nam Việt Nam chụp được một bức ảnh tàu hộ vệ chống ngầm lớp Petia sau khi Việt Nam tự chủ nâng cấp. Nhìn vẻ ngoài thì thấy nó có thay đổi một số chỗ nhưng vũ khí và radar đều không thay đổi. Có người sẽ hỏi rằng những con tàu này đều đã dùng hơn 40 năm, nếu tính cả thời gian hoạt động trong quân đội Liên Xô thì thời gian phục vụ càng dài. Vậy mà sao đến nay vẫn còn hoạt động? Nguyên nhân chỉ có một từ duy nhất là vì nghèo. Tàu chiến 1.000 tấn trong Hải quân Việt Nam rất ít, chưa đến 10 chiếc. Trong đó tàu lớp Petia chiếm đến hơn 50%. Nếu thay tất cả các tàu lớp này nghỉ hưu, thì số lượng tàu chiến có thể làm nhiệm vụ tuần tra tác chiến trong ban kính 500 hải lý sẽ còn càng ít. Dùng tàu Zepat 3.9 thì chi phí quá cao, nên tàu lớp Petia vẫn phải hoạt động. Nhưng thời gian sử dụng những tàu này đã quá dài. Phía Nga gần như không còn linh kiện để cung cấp. Việc sửa chữa bảo trì lớp tàu này chỉ còn trông chờ vào Ấn Độ. Năm 2005, Ấn Độ đã tặng cho Việt Nam 150 tấn linh kiện để bảo trì các tàu lớp Petia và lớp Osa 2. Năm 2008, Ấn Độ lại tặng 5.000 linh kiện để sử dụng cho tàu Petia. Tàu hộ vệ Petia là tàu chống ngầm ven bờ có thể làm nhiệm vụ trong cự ly 200 hải lý tính từ bờ. Nhìn ngoại hình thì mạn tàu quá thấp, nếu gặp tình huống biển động thì ngay cả việc di chuyển cũng khó khăn, chứ chưa nói đến việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Cho nên trong khi cải tiến, Việt Nam đã đem nối liền mạn tàu với tháp tàu thành một mảng. Như vậy, vừa mở rộng không gian sử dụng bên trong, vừa nâng cao sự ổn định trong khi đi trên biển. Nhưng Việt Nam không có kinh nghiệm chế tạo tàu chiến cỡ ngàn tấn, và cũng không có vũ khí trên hạm nào để kết hợp, cho nên chỉ đơn giản là mở rộng mạng tàu. Qua đó nói lên việc thiết kế và chế tạo tàu chiến của Việt Nam vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Ngành đóng tàu Việt Nam trong 5-6 năm gần đây phát triển khá tốt. Trong một số kẽ hở của ngành đóng tàu Trung Hàn Nhật, họ cũng giành được những đơn hàng đóng tàu cỡ 1,5 triệu tấn. Tất nhiên, đây đều là những tàu chở hàng cấp thấp do những xưởng đóng tàu Hàn Quốc ở Việt Nam thực hiện khoảng cách đến chỗ tự chủ đóng tàu chiến còn rất xa. Thực ra năng lực đóng tàu Việt Nam còn rất hạn chế. Đó cũng là vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào vừa bước vào công nghiệp hóa đều gặp phải. Trong ngành nghiên cứu chế tạo vũ khí quốc tế có một luật bất thành văn, đó là nếu không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài mà có thể chế tạo xe tăng T-54A, T-55, máy bay chiến đấu MiG-21 tiêu chuẩn, còn trong hải quân có thể chế tạo toàn bộ một tàu nổi cỡ 1.000 tấn, gồm từ một khối sắt thép, một que hàn, cho đến vũ khí trang bị. Nếu ba tiêu chuẩn này đều làm được, thì đất nước đó mới được xem là cường quốc công nghiệp quân sự. Điều đáng tiếc là những nước có được năng lực này trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước. Còn những nước đang ở giai đoạn đầu công nghiệp hóa như Việt Nam thì không có khả năng. Hải quân thế kỷ 21 đã trở thành một quân chủng quý tộc bởi vì giá cả tàu chiến quá đắt và gây ra áp lực tài chính rất lớn đối với các nước vừa và nhỏ đối với hải quân việt nam sự gia tăng số lượng tàu mặt nước gần như đã chứng lại trong thời gian dài nguyên nhân ở đây là năng lực công nghiệp còn kém không thể tự chế tạo đồng thời khả năng tài chính quốc gia cũng yếu nên không thể nhập khẩu từ nước ngoài bởi vậy nói rằng hải quân muốn phát triển lành mạnh thì tất yếu phải có sự hỗ trợ của công nghiệp và tiềm lực tài chính quốc gia nếu không có hai điều kiện căn bản này thì không nói là Việt Nam mà ngay cả Anh và Nga cũng đều sẽ tụt hậu nghiêm trọng. Thưa quý vị, việc nâng cấp các tàu săn ngầm lớp Petia đã bắt đầu từ những năm 2015-2016. Cuối năm 2015, báo Thanh niên đưa tin hai công ty ở Ấn Độ đã liên danh dự thầu nâng cấp 5 tàu chống ngầm lớp Petia của Hải quân Việt Nam. Theo thông tin từ bài viết của báo Thanh niên, Liên danh Ấn Độ nếu trúng thầu sẽ bắt tay nâng cấp khả năng dò tìm và săn ngầm của năm tàu chống ngầm này. Trong liên danh này có một công ty chuyên về cơ khí, công ty còn lại chuyên về thiết bị điện tử. Một quan chức của cơ quan nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ nói với tạp chí quốc phòng Gen của anh rằng việc nâng cấp này sẽ bao gồm thay thiết bị định vị thủy âm gắn ở thân tàu và các vũ khí chống ngầm khác. Tháng 7 năm 2016, báo điện tử Kiến thức dẫn thông tin từ tờ Economic Times của Ấn Độ nói rằng có khả năng Ấn Độ đã được chọn làm nhà thầu nâng cấp tàu săn ngầm Petia của Việt Nam. Một năm sau, vào tháng 6 năm 2017, báo Nghệ An dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân nói rằng Tổng cục Kỹ thuật đang phối hợp với quân chủng Hải quân để cải tiến hiện đại hóa các tàu săn ngầm thuộc dự án 159 AE. Cần biết rằng trong năm tàu lớp Petia mà Việt Nam có, thì 3 chiếc thuộc dự án 159 và hai chiếc thuộc loại 159 AE. Tháng 11 năm 2020, một fanpage trên mạng xã hội Facebook đăng một bức ảnh và nói rằng vừa qua tại nhà máy đóng tàu Sông Thu đã xuất hiện hình ảnh của tàu săn ngầm PTA đang được đại tu nâng cấp. Tháng 7 năm 2021, báo Thanh Niên có một loạt bài về bộ đội chống ngầm của Việt Nam do nhà báo Mai Thanh Hải thực hiện. Trong đó, ở kỳ thứ 5, là viết về lữ đoàn tàu tuần tiễu chống ngầm 171 thuộc vùng 2 hải quân. Trong bài viết này, tác giả có nói, những tàu hộ vệ săn ngầm lớp PTA ở lữ đoàn 171 tuy có tuổi thọ vài chục năm nhưng hiện nay vẫn hoạt động tốt do đã được khôi phục, sửa chữa, tích hợp hệ thống điều khiển và hệ thống chiến đấu với nhiều vũ khí khí tài chuyên dụng hiện đại. Thông tin này góp phần chứng thực rằng các tàu chống ngầm PTA đã được đổi mới nâng cấp trang thiết bị bên trong còn những nội dung nâng cấp là gì sử dụng trang bị gì và sau khi nâng cấp con tàu đã mạnh hơn phiên bản cũ ra sao thì rõ ràng nó là một bí mật quân sự mà chỉ những người trực tiếp vận hành con tàu mới có thể hiểu rõ do vậy lời nhận xét trên bài viết của sohu dựa trên sự thay đổi lớp vỏ bề ngoài của con tàu dĩ nhiên cũng chỉ là nhận xét chủ quan phiến diện tuy vậy cũng phải đồng tình với họ ở chỗ rằng duy trì hải quân là rất tốn kém phát triển mở rộng lực lượng này lại càng tốn kém hơn nếu quốc gia không có năng lực công nghiệp mạnh đồng thời không có tiềm lực tài chính hùng hậu thì không thể duy trì sức mạnh xét ở hai tiêu chí này thì thật sự là việt nam còn một con đường rất dài và trông gai để tiến đến tự chủ chế tạo tàu chiến cho bản thân nhưng việc chưa tự chủ chế tạo được cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ chắc chắn thua trong một trận chiến trên biển chưa tự chủ sản xuất được thì chúng ta sẽ có ít phương tiện hơn để đương đầu với địch, nhưng không có nghĩa là chúng ta chắc chắn thua. Trong bài viết của báo Thanh niên về bộ đội chống ngầm, người ta có dẫn lời đại úy Nguyễn Duy Thủy, thuyền phó của tàu săn ngầm số 13 nói rằng: "Huấn luyện săn ngầm là nội dung đặc thù nhất, mất rất nhiều thời gian công sức và cả quá trình tích lũy kinh nghiệm. Chính vì vậy, trên các tàu săn ngầm, ngành radar sonar là quan trọng nhất, có nhiệm vụ phát hiện tàu ngầm để chỉ thị mục tiêu cho vũ khí chống ngầm tiêu diệt. Để phân biệt được chính xác tàu ngầm, khí tài kỹ thuật chỉ là hỗ trợ. Cái chính là chắc thủ Sona phải có chuyên môn cao, tư duy tốt, kinh nghiệm và nhất là độ tinh nhạy. Những lời chia sẻ này một lần nữa cho thấy rằng dù chiến đấu trên những vũ khí phương tiện hiện đại điện tử thì yếu tố tài năng, nhạy cảm và kinh nghiệm của con người vẫn rất quan trọng để quyết định hiệu suất của trang bị cho nên có được nhiều tàu tàu to tàu tốt cũng chỉ là điều kiện ban đầu để làm nên thắng lợi lại còn cần phải có một thủy thủ đoàn tốt ai ai cũng bản lĩnh quyết chiến quyết thắng không những tinh thông kỹ thuật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình mà còn hình thành được sự nhạy cảm qua trực giác dùng được máy móc với cảm giác như là tay chân của mình và sau cùng là cả thủy thủ đoàn vận hành được con tàu như một cơ thể sống thì mới gọi là phát huy được hết sức mạnh cũng giống như việc nấu ăn, vẫn bằng ấy thứ nguyên vật liệu, xong có người nấu ngon, có người nấu dở, dễ nhất là luộc trứng, vẫn có người luộc không chín được hoàn toàn lòng đỏ. Đó là những minh họa sáng ngời về vai trò của con người đối với kết quả của các công việc. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.